chào quý vị và các bạn đang đón xem Top Sao Hoa, kênh cập nhật liên tục các tin tức giải trí showbiz mới và nhanh nhất. Ngay sau đây mời các bạn đến với những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Hộc Châu Phu Nhân là bộ phim nổi nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ thời điểm hiện tại. Mặc dù còn khá nhiều vấn đề gây tranh cãi, nhưng đây là một tác phẩm đáng được xem là thành công nhất ở mảng cổ trang trong thời gian gần đây. Càng về sau thì Hộc Châu Phu Nhân càng có nhiều điều khiến cư dân mạng phải bàn cãi. Mới đây nhất thì một blogger đưa ra nhận định rằng dù Trần Tiểu Vân và Từ Khai Xính chỉ đóng vai phụ thôi nhưng vẫn nổi bật hơn cả Dương Mịch và Trần Vĩ Đình. Bằng chứng là ở trên nền tảng Douyin, lượt xem của cặp đôi phụ cao gấp 25 lần so với cặp đôi chính. Theo đó thì Trần Tiểu Vân và Từ Khai Xính lần lượt có 26,33 triệu lượt xem và 26,91 triệu lượt xem, trong khi đó thì Dương Mịch vai Hải Thị và Trần Vĩ Đình vai Phương Trư chỉ vòn vẹn có 1,67 triệu lượt xem. Theo diễn biến mới nhất thì vào ngày 22 tháng 11 có người bình luận ở Weibo biên kịch Hộc Châu Phu Nhân như sau: anh rể và em dâu ABC trước bài vị vợ cả, chị gái à chị có sao không đó. Sau đó thì biên kịch nhanh chóng trả lời: xin lỗi, có chuyện gì cũng không phải do tôi, chưa từng thấy trong kịch bản, cũng chưa từng viết tình tiết kiểu đó. Sau đó thì đến sáng ngày 23 tháng 11, biên kịch đã chia sẻ bài viết về nhân vật Đề Lan Đề Húc kèm theo nội dung như sau: không biết bắt đầu từ lúc nào bọn họ đã không phải là nhân vật dưới ngòi bút của tôi và biên kịch Trương Lâm Nam viết ra, hoàn toàn thay đổi, không thể hiểu nổi, mấy người phá hoại hết rồi, đáng ghét. Này của vị biên kịch được cư dân mạng suy đoán là đang nói về vấn đề thêm đất diễn của cặp phụ Đề Lan Đề Húc. Trước đó thì trên mạng có bài nói về đất diễn của cặp đôi nam nữ chính trong Hộc Châu Phu Nhân, phát hiện vai nữ chính của Dương Mịch có tập chỉ xuất hiện có gần 4 phút. Sau bài đăng ám chỉ cặp diễn viên phụ được tăng đất diễn của biên kịch Hộc Châu Phu Nhân, một netizen đã thống kê thời lượng ghi hình của cặp đôi chính và cặp đôi phụ trong phim, sau đó đưa ra nhận xét cặp đôi phụ chưa bao giờ có thời lượng xuất hiện nhiều hơn cặp chính. Vậy còn bạn, bạn có nhận xét như thế nào về sự việc trên đây? Và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé! Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Top Sao Hoa. Để không bỏ lỡ những tin tức mới và hot nhất thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất và nhanh nhất có trong ngày nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!